Chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Dắt Nguyễn. Mình rất vui khi gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt hoàn chỉnh mẫu áo sơ mi cổ chữ B tay dài có bo tay của nữ. Vào cái phần thân thì mình có may 4 ni nhé, để mình tạo dáng cho chiếc áo nhé. Mình may cả ly trước và ly sau. Mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt hoàn chỉnh mẫu áo cổ chữ B tay dài của nữ. Đây là số đo của mình, dài áo 65, rộng vai 38, vòng ngực 95, vòng bụng 85, vòng mông 92, dài tay 55, to tay 30. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt thân sau của áo trước. Và cái kiểu áo sơ mi này các bạn có thể may bằng nhiều loại vải được nhé. Vải lanh, vải tơ, vải đũi là may được hết nhé. Dài áo của mình 65, các bạn cộng cho mình 3 cm đường may. Dài áo của mình là 68. Các bạn gióng sang đây cho mình cũng 6. Áo này của mình hơi đuôi tôm một chút nhé. Sau đó các bạn nối giúp mình đường rộng ngang cổ luôn. Ngang cổ các bạn để cho mình 8. Hạ cổ để cho mình 2,5. Bạn đánh thì mình được họng cổ hơn sau. Hạ xuôi vai cho mình 3,5. Rộng vai của mình 38, các bạn chia 2 để bằng 19. Các bạn lấy 19 cho mình. Sau đó bạn nối giúp mình lên đường rộng ngang cổ. Các bạn tính giúp mình đường hạ ngực. Và hạ vòng ngực của mình 95, các bạn chia 4 thì bằng 24. Các bạn hạ ngực cho mình là bằng 24. Các bạn để 24 cho mình. Hạ eo giúp mình 38. Các bạn gióng sang đây cho mình cũng bằng 38. Nối giúp mình đường rộng ngang ngực và đường rộng ngang eo luôn. To thì mình cộng ở đây là cộng cả hai, các bạn để cho mình 1 cm hoặc 1,5 thì tùy các bạn nhé. Vòng ngực của mình 95, các bạn chia 4 thì bằng 24, 24 các bạn cộng 3 cm cho mình. 24 cộng 3 là bằng 27. Tính giúp mình đường vào lách luôn nhé. Vào lách tính giúp mình theo công thức là bằng 1/10 vòng ngực nhân 2 và cộng 1 cho mình. Vòng ngực của mình 95, các bạn nhân 2 là bằng 19, 19 cộng 1 thì bằng 20. Đoạn này của mình là 20 này. Sau đó các bạn nối giúp mình lên đường rộng ngang vai này. Đường thẳng này các bạn chia đôi nhé. Nối xuống giúp mình đường rộng ngang ngực. Đường chéo các bạn chia đôi này. Lấy vào giúp mình 1/2 là mình được lách vào thân sau. Đoạn này các bạn đánh cho mình 5 ly. Rộng ngang eo. Tính giúp mình bằng 1/4 vòng eo cộng với 3,5 là bằng 24,5. Và tính giúp mình đường rộng ngang mông luôn. Vòng mông của mình 92 chia 4 bằng 23. 23 các bạn cộng cho mình 3,5 là bằng 26,5. Sau đó các bạn nối giúp mình từ đường rộng ngang mông đến đường rộng ngang eo. Từ ngang eo lên ngang ngực giúp mình. Đoạn này các bạn đánh ra cho mình để cho trơn cái vòng nách thân áo này. Gấu bạn lấy cho mình 5 cm. Đánh lên cho mình. Để viện ly các bạn lấy cho mình từ giữa sống lưng áo vào cho mình 13 cm.
Bạn đã lấy cho mình từ đây về đây là 13. Lấy cho mình từ mép này vào đây là 13 này. Đoạn trên định thế nhé. Nối xuống cho mình. Từ đường rộng ngang ngực để các bạn lấy xuống cho mình 2 cm. Ly các bạn lấy cho mình dài 30. Các bạn lấy cho mình 1 cm ly nhé. Vậy là mình hướng dẫn các bạn vẽ xong thân sau của áo, các bạn cắt giúp mình cho đường phấn này. Trước khi đi cắt thân trước của áo nhé, các bạn sẽ kẻ giúp mình này. Đường thẳng này của mình nó biên vải mình, ý mình cắt mình không lấy nhé. Đường giao khuy các bạn lấy cho mình 1,5 này, cộng 1 cm đường may là 2,5 nhé. 2,5 vì là thân trước này. Tí mình sẽ giao ra 1 cm nữa. Các bạn lấy 3,5 giúp mình. Kẻ cho mình một đường giao khuy với đường may là 3,5 này. Dài áo của mình vẫn 68 bằng thân trước này. Dài áo là 68 nhé. Các bạn gióng sang đây cho mình 68 này. Các bạn tính họng cổ giúp mình là từ đường này nhé. Đường giao khuy ra ngoài là mình không tính nhé. Ngang cổ của bạn để 8. Hạ cổ của bạn để cho mình 7 cm. Tính cho mình đường hạ xuôi vai nhé. Hạ xuôi vai các bạn lấy cho mình 4 cm. Rộng vai trước bằng rộng vai sau là bằng 19. Sau đó các bạn nối đường ngang cổ cho mình. Tính giúp mình đường hạ ngực nhé. Hạ ngực vẫn bằng 24 bằng thân sau. Và hạ eo 38 bằng thân sau luôn. Ngực là 24 và hạ eo là 38. Sau đó các bạn nối cho mình đường rộng ngang ngực, rộng ngang eo. Tính luôn giúp mình đường rộng ngang ngực. Rộng ngang ngực các bạn tính giúp mình theo công thức. Bằng 1/4 vòng ngực cộng với 3,5. Vòng ngực của mình 95, các bạn chia 4 bằng 24 cộng với 3,5 là bằng 27,5. Rộng ngang ngực của mình là 27,5. Tính giúp mình đường vào lách. Vào lách tính giúp mình theo công thức bằng 1/10 vòng ngực nhân 2 cho mình. Vòng ngực của mình là 95 nhân 2 là bằng 19, 19 cộng 1 là bằng 20. Sau đó các bạn nối giúp mình lên đường rộng ngang vai này. Đường hạ ngực các bạn chia đôi, nối xuống đường ngang ngực này cho mình. Đường chéo các bạn chia đôi nhé. Lấy về cho mình 1/2 là mình được vòng nách vào thân trước.
Tính giúp mình đường rộng ngang eo nhé. Vòng bụng của mình 85, các bạn chia 4 thì bằng 21. 21 các bạn cộng cho mình 3,5 là bằng 24,5. Tính rộng ngang mông luôn, vòng mông của mình 92, các bạn chia 4 thì bằng 23. 23 các bạn cộng 3 rưỡi cho mình là bằng 26,5 nhé. Sau đó các bạn nối giúp mình từ đường rộng ngang gấu lên đường rộng ngang eo. Từ ngang eo lên ngang ngực để cho mình. Đoạn này các bạn đánh vào 0,5 và đoạn eo là các bạn sẽ đánh cho mình 0,7 đến 1 cm cho mình. Phần gấu áo các bạn đặt thân sau lên nhé. Cắt cho mình cái phần đuôi tôm thì nó hai bên sườn nó sẽ đều nhau. Đó, đánh này cho mình. Tính luôn ni áo cho mình nhé. Từ đường này vào đây các bạn lấy cho mình 13 cm. Thì đường rộng ngang ngực xuống đây các bạn lấy cho mình 3 cm. Dài ly cho mình 32. Lấy một phân ly cho mình, nối về cho mình. Từ cái đường hạ cổ này các bạn lấy cho mình 1,5. Sau đó các bạn nối xuống cho mình đường rộng ngang ngực này. Và từ đây vào lấy cho mình 3 cm. Các bạn cắt giúp mình theo đường phấn này. Phần cổ mình hướng dẫn các bạn vẽ sau nhé. Các bạn cắt tay áo cho mình nhé. Tay của mình 55 này. Các bạn kẻ cho mình một đường thẳng trước này nhé. 55 các bạn trừ 4 cm bo cho mình. Còn 51. 51 cộng 3 là 54. Vì vải này nó hơi co nên mình cộng dài một chút. Đấy, tay của mình là 54. Hạ mang cho mình 14 nhé. Tính rộng ngang tay cho mình. Hạ ngực của mình là 24, các bạn trừ 3 là mình. Còn 21 cộng 1 cm cho mình còn bằng 22. Kiểu tay các bạn lấy cho mình 17. Sau đó các bạn nối giúp mình lên đường rộng ngang tay này. Cho tay của bác này là 30, các bạn chia cho 2 thì bằng 15. Các bạn đã đánh vào cho mình 1 cm nhé. Vậy là mình hướng dẫn các bạn vẽ xong một bên tay của tay áo này, các bạn cắt cho mình. Để cắt xong tay bên đây nhé, các bạn sẽ đặt cái tay lên. Cắt giúp mình theo tay này là được nhé. Các bạn cắt 1 cm cho mình nhé. Đánh dấu mang trước cho mình này. Cắt giúp mình bo tay này. Dài bo gấp đôi, cả đường may lấy cho mình 12 và rộng lấy cho mình 6 nhé. Cái này là bo chính này. Bo chính mình cắt dọc vải nhé. Còn nếu mà bo tay là lót thì mình sẽ phải cắt ngang vải nhé. Bấm cho mình luôn, bấm giữa luôn. Mình cắt bo tay lót này.
bo tay lót các bạn là buộc riêng cho mình nhé, mình đánh dấu. Các bạn vẽ cổ cho mình nhé. Từ điểm này ra đây các bạn lấy cho mình 1 cm này. Nối ra đây cho mình. Đoạn này các bạn đánh cong vào cho mình nhé, là mình được ve này. Đường này các bạn kẻ thẳng này. Check vào đây cho mình 1 phân rưỡi. Từ cái chỗ check 1 phân rưỡi các bạn kéo nó cho mình nhé. Cắt lẹp áo cho mình. Để cắt lẹp áo là các bạn để thân trước, cắt giúp mình cho thân trước là được. Bản lẹp các bạn để cho mình tầm 6 cm nhé. Khi may các bạn nhớ là ép mic vào cái phần lẹp lót cho mình nhé. Từ điểm này ra đây các bạn lấy cho mình 6 cm nhé. Và từ đây này các bạn lấy 7 cm cho mình, nối vào đây cho mình. Đoạn này các bạn cua tròn cho mình là được. Các bạn nhớ khi mình đánh đây nhé, thì các bạn sẽ phải cắt xuống dưới cho mình nhé. Đường của mình nó bên dưới này. Cắt giúp mình theo đường quấn này. Cổ bên đây các bạn cắt ngang vải cho mình nhé, này được nhé. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cắt xong mẫu áo cổ chữ B, tay dài của nữ. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.